OK, xuống đây nhà ngõ kia. Này, chẳng ngày nãy cái chi không cam ba ba nó sẹp vừa lỏng nãy cái nhóm thua rồi sẹp ngày bị xe nó non ngay khô mà nhóm tại miền ca châu rôm pì mất phe ba nhóm to hay mền tập phân á chú nghĩ ai bị khơi một ai mền miền tập phân á này cứ dương miền ở chỗ mẹ tiệt chắc phân ít còn là bộ nhóm ở lớp màu chung như ban ban nắng sân chẳng nó ngay khô còn là ba nhóm sẹp sẹp lắm cứ nhóm miền ở nhóm tranh đấy đây sẵn ba nhóm lắm chuyện mùi nằng mình ở chung mình luôn nhóm chỉ xét cứ nhóm nó khơi đo sẽ là mỗi là nhóm flo hiển ca bị nhóm nói tốt cứ là để nhóm ban thơ bị lọt là môn mới mất phép nhóm ban đó cứ nhóm ban tay lên nhỏ này nó không ban mới bị lọt em thấy nhóm ban chụp nón bộ bị lên nhỏ ca pi của mạng hai môn của mạng hai môn rồi pi hai môn nó ngay bà hơi giờ là nó cứ dừng từ mà đón tiếp tay nhưng ta là nó cứ dừng miên là bỏ cứ ở nhóm ban tinh sập hơi chia sập hơi là sập hơi thế này khi nhóm ban tinh chụp nón pi vậy các bác hơi ở dương miên bớt dương miên tốt sập đẹp ở trai chun đo sơ sơ để quan là nóng hai nhóm bán tinh sập hơi thường là tiên ở vào hai chia mà rồi các bạn sập mẹp ở ao tơ khang dụng sập lá quát phơi ca ở đạn châu năm ban là lấy sập mẹp ao sờ sờ để quát là nắm quát ai châu để an châu để lên ban chẳng nè tạm bắt tất nhiên trong tinh là phơi bông được ta là tam su qua miền tơ khang sập dụng sập lá đó quát ban vậy ha quát ban vậy đó quát cưa khoai là sao phơi bông cưa hàng rõ là lấy cái kê ở viêm ắt khoai là bị muốn sập mẹp cào và quan ấp rôm mà lấy dương lấy hiện khoản ba để này hiện khoản mắc cứ khoản ba đó ở bên em lưu chẳng được thoải cho đi khi này hay cầm lỗ bộ nhâm năng nơi dụng năng cứ bộ nhâm năng quấy hiệp sập hơi năng chung khi này dương năng hiệp thọ chỉ thăng mẹ ai sờ sờ mùi chẳng pê đại diện từ đó sai những cái dương do ai quạt mỏng nhưng mà đã cho nó bị đó mẹ ai nhà nó này tôi sẽ mùi bên tiết nhóm ban tinh bay và hai nhóm ban cầm mỏng bay kia bay số quá cầm mỏng và hai chỉ hai sập up sập mẹ chạy pê đại nhóm chỉ tạm play năng cứ nhóm nàng ao đôi chia nẹt đã quát nơi tạm phơi quát ấy làm láng quát mình ấy hộp bạn mê chẳng khi nhóm nàng ao quát cho muộn thực sự mọi muộn mặt phẹt nhưng mà phụ quát chui em chạy như chẳng làm bảy chập hao hơi dương có trên nhà nào tới sập nhóm thằng đây của môn dương tới của nhóm ban ở sầm nẹt thưa cho muộn đã quát nằm bên như thế này nắng chiều vậy nhóm ai vừa bán sầm nẹt nơi không ngay khu còn ở nhóm hơi nhóm sầm nẹt nhóm toát cái nhóm sập bảy chết nơi không ngay khu còn ở nhà sao mới để nhóm ai vừa ở chạy lại cái đây sầm nhóm tới can người nói chung mình luôn mang chiều xe nhóm ban nơi các bạn chỉ mới mất phe này nhóm này nhóm flop này hiện ban thì thấy họp xong lắm sệt chân sân mới khi ban sệt ăn cầm nào đi khi ok cắt cắt này sệt mình cầm má ok chân lấy dương quay hiểu sập hơi dính này ngon đi nhưng mà bật vẽ nơi thầm năng chân sai và làm lái pe để nhóm chân thì do bái nhóm năng bật to phe cho mỗi nhà ngon đi tiếp chân dương bật lọt sệt ngày này chân ngày này cái trình ngày tim mập thấy hay nhóm phép mình nói bật đấy là bất ngay tìm phải phí bằng tay là sao để ngay tìm phải phí cứ nhóm mình cầm ruộng ở đa lên mình phố quát chẳng đấy nhóm vừa bàn môn ngay tìm phải phí mẹ môn ngay khu quần áp bao nhóm nâng ngay tìm phải mùi thời nhà mùi và sân thì tôi trong sắp đáp lại sợ mình sợ hiểm sợ ấy là bàn chụp phố quát chẳng nói dương tôi ngày xài hào dân rồi ok sau hồ trăm tương thảo này sai và to thiết mà ok hello là ngon đi à lỡ nó cứ mau ngờ dìa dìa mau ạ mau thèm sai sai pí pê thật và lắm làm đón nhưng mà bông ta hiệp chân thì do mặt hẹp bao nhiêu xìm xinh tiết hay ở lỡ nó cứ dương mang hiệp sập hơi hay vậy thắng là vậy thì dương miếng cứ dương ban chọn ở nơi nào mà thắng cứ dương chọn pí cái bát hay ở dụng mấy những cái dương mang tinh sập hơi và than tiết chọn hàng đấy nhưng play ba đây chẳng cứ từng ốc cứ sao bây giờ hai sụp nẹ chiến nơi không ở mà nẹ cứ dương ở miền của nhưng mà trong cái quán này giống nhâm sụa xạ xô hang sờ là đó cứ bị mở về nó bây giờ hai sụp nẹ ok là chẳng cứ dương ở vô mà nẹ cứ dương ở sụp hơi pi cái má bị ở pi đám cho mùi nằm tập quạt mũi hay nhâm miền sụp hơi thường là tiên mà đổi cái má xong đẹp đại ở ban là lầy dương màn bật thám thì chết lớn như cái bông là chụp xem giờ mặt phe bao nhóm hay thì tiết cái nhâm thì giống mà phe ba nhâm bậc tham pi bị nhẹ tiết cho mùi nhằng bái cho nổn ha sập ở tiết đại dương tơ tham lấy dương chi tham một bé tham mấy nhá cái ngon đi ở lớn cái dương ban mau ban buồn này ấy đặc phẩm này tới đây kia ở phong ở tay này lột tẹt 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 thế này được bằng lưỡi này mà đi chỉ đó đi chỉ đó rồi lấy dương ban buồn này ấy hay nhưng mà
bài chúng nó 50 up nè nó khả một phong nó hàng khỏi khá phong thì kết dương thời tinh tập sắp ở bộ 2 chế buôn phèm vô tiết làm bè khúc 2 chế mùi 50 up bộ bây dương ai bộ quát khi dương ai bài mà bộ up chế mùi dương sắp muối thì nhóm chi chất tơ sọng nhóm mất tạm lấy cái nhóm khơi nhóm ông na để quát ở toàn màn hộp bài thì kết nhóm khơi nhóm một mùi thì dương nhóm ai quát hồ ấy ở lầm lam của con hộp ấy giống như dương ở ai quát ấy xin đẹp bị xa ha bê prắc nè môn nhóm chân như sọc nằm bay chạy thấy ao cái mình mình tam sa sả lá ở nơi nơi sả lá thầy ở lại dương miên bốn nè đam bay nhóm mấy cửa phón hàng khỏi nhóm cứ dương miên ở đây nó mới một việc cho ba buổi từ lỡ à mấy thầy làm ăn này lấy này nó bọc khăn trong đó hai đứa con ba chỉ nhóm mấy cái chỗ nó cứ mấy cái xe khăn bái như cái đáy không tâm chỗ ai mà nhỉ ủa nhóm chỗ nhóm mấy con chỗ ai mà bấm cứ bay qua hè mồi hơi nhâm chọ nhâm mai quạt chọ do à đài miền bằng tiên miền tây thầm thầm sau dương phơi ca bắt bắt ấp bay mưa ngỏ hay ngỏ thế thầm mai chơi nhâm tham và chỗ dương phơi bon hay ấp miền tây sáng hết nè miền đông giờ sông lăn bay miền đông hèo héo giờ toàn nhâm ấy nè thế ok nick chia bay giờ nhâm ở ai phụ quạt chọ xem đẹp ở nè để nhâm thử ao ấy tạm play ấy nhá ông ấy đó thì biết nhâm chi nhâm khơi nhâm một nhâm bay khơi ông mui quạt phun cả toàn nhâm ấy quạt bao xem đẹp tạm play trong gì cái nhầm ao qua đấy còn như to mang tinh chắc mà vậy to nói chắc qua đấy chậm chậm miếng chắc chậm hơn một cái giờ mỗi con ok cho nên nó đi chân quân đang sân mà đấy nhưng mà thọ đã nhà nó mưa tạm play và tham tiếp bằng cho nó bị để dương ban thôi cả chạy bài hỏi bộ nhóm cọ ập ban lẽ là các thọt ban chờ này của ấy về nó cứ bộ nhóm đông đập phục khởi lời ca chạy bài hơi để xa tới bài khác cứ nơi xa khác của nhóm nói tạm lời là vì nhóm thời tới sống nơi xa nhóm bị nhập từ đó sẽ là phóng trong nơi xa khác tiết kinh nhóm vô từ ao chạy lại nơi xa sẽ là ra để quật ở toàn ban hộp ấy nhóm nói mình quật nhằm ở thêm một tay là ngày và sẽ đẹp bài và ập năng số này nó nếu mỗi sinh tố khởi mất của dương ban mà đón hơi dương phương ca hiệp trong sắp hơi và tham tiết để nhóm ban ai nhóm quạt chui tinh được hàng khai nắng là mây ở cho tơi sọc nhưng và to tiết lại vùng nhọt sắp hơi lại lan này cùng chỉ cho tập hôm dưới đôi tình nhóm bạn thọt ban mặt này nó nếu ca bị video môn nhé nhưng vọt ở màu mỗi mặt hẹn nhóm ta được đây khi dương mà thương môn đồn là đừng có nhiều mà đại lý đại lý nhưng mà thương bóng được giờ finally của dương ban mà đo sọc nhóm hơi mà nhóm cứ quật cặp bông để chui nhóm của lại té nó cứ té chỉ mà nhóm quật nơi mấy con nhóm là quật bông chui nhóm hơi bán rồi quật nè no mà nhóm từ squat mùi dụ là mùi ở nơi sờ lá nơi giống á mùi khô khô mùi ấy lợi dụng cặp bông để hiệp đạp té đây là mấy off chơi tới sờ lá là mấy ở chun tới hàng dụ lá đồng chay đó mấy không ạ anh dung vậy mấy bạn dung vậy nó nên ông ấy mình đang mua hai bản quạt dùng ấy để giá cái này cuối trăm của nhóm tây hiện lẹt rồi chẳng khang lại một tây những cái quạt thời tranh mau ngờ của muốn đó như thế trăm ba bằng đọc thế trăng tôi té này là dùng ơi tìm con mà đó là đọc đi ai sập hơi ấy cái tứ là ngăn một triệu ok hello này là không đi ạ à lỡ nó cứ dương man chạy sập hơi chạy anh đo sơn lại hai ấy mẹ bên thật hồi là đo mong cái dương phong quay thường học nhắm bài sấn và về thay thoảng thích cái dương làng tranh từng pin với nhau chẳng lẽ dương phong quay mới bị đổ là mình chặt lá
តតងសម្រាប់ការកាប់ហើយពួកគាត់ខ្លះទៀតពងធ្វើហូបរួយខ្លះលៀងសតូលៀងទៀតទៅបាទម្ដងនេះជួបជាមួយចុងផៅផុនទៀតបាទចឹងម្ដងនេះអធិស្ឡៃផងលើមុនដែលថៃនេះមើលវីដេអូថៃវាធឿតងាប់ហ៎ឥឡូវងាប់ហើយបាត់មែននេះមកវិថៃលើមុនហ្នឹងវាស្រស់ស្រស់ពេកពួកខ្ញុំក៏មានម្ដងចង់ជៀនវាទាំងហួរហីដែរដែលមើលវីដេអូមុននោះដោយសារតែថៃវាស្រស់ស្រស់ថៃស្អែចង់យេឥឡូវគឺងាប់អស់ហើយបាទងាប់ងាប់ងាប់មែនតើហីហើយព្រោះហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំអាំងម្ដងខ្ញុំមកជៀនទេព្រោះពេលខ្លះក៏អត់ដឹងថាវាងាប់ទៅម្កាដល់ពេលដាក់ទៅវាហួរឡើងវិញហ៎អ្នកខ្លះគាត់ឆេគាត់អីចឹងណាយើងលើសរបដែរគិតឡើងវិញហ៎ស៊ីឆៃដល់គ្នាដែរឥឡូវពួកខ្ញុំពងរៀងឆៃហើយកាត់ភ្លើងអាំងទៀតហីបាទអូខេអ្នកអរនេះឥឡូវប្រហូបយើងហើយហីបាទយើងមានអនុអស់សាច់គោអាំងហើយនេះឆៃអាំងអាំងកំផែកហើយនេះយកអីគេទាទាហើយមកដុតតែម្ដងគឺវាមានទឹកម្រេចយើងមានស្វាយយើងមានអត់ឆៃកកងហើយយើងសោយក5នាទីបាទថ្ងៃហ្នឹងអូថ្ងៃស្អែកបងយើងបានជុំគ្នាស្អែកយើងចេញទៅសិមៀបបាយអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺម៉ោង6កន្លះហើយយើងនៅជាប់នៅនឹងឡោចទេបាទដោយសារតឡានមើលខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានអង្គុយមើលមុខគ្នាហ្នឹងទេបាទឥឡូវហ្នឹងគឺពងរបាយល្ងាចយើងបកទៅពេញមេតកាទេព្រោះឲ្យខ្ញុំថាពួកខ្ញុំថាទៅពេញពេញល្ងាចហ្នឹងដើម្បីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំយកឡានមួយទៀតដើម្បីឡានទៅសិមៀបតែឥឡូវហ្នឹងឡានវាខូចអញ្ចឹងខ្ញុំឡានទៅពេញមេតរួចទេខ្ញុំត្រូវនៅគេងនៅហ្នឹងមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅមកថ្ងៃស្អែកបានប៉ាខ្ញុំគាត់នាំជាងមកព្រោះឡានហ្នឹងវាខូចវាដេលឆេវាមានបញ្ហាដុំតគេដោះញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែនាំជាងមកហ្នឹងគាត់យកឡានមួយទៀតមកដើម្បីដោខ្ញុំយកឡានគាត់មួយទៀតហ្នឹងគឺឡានទៅសិមៀបដរត់យកមកចឹងហើយស្អែកគឺយើងមិនទៅសិមៀបឥឡូវយើងកំពុងតែបាយល្ងាចអ្នកនរនេះមកហូបបាយជាមួយខ្ញុំបានតែបានមើលប្លុកហ្នឹងយើងធម្មតាសុខស្រែស្មានហ្នឹងគឺត្រជាក់ជាក់មេជាក់ជាក់ហើយបានអង្គុយញ៉ាំបាយជាគ្នាលេងអែមតែពួកខ្ញុំអត់បានធៀបអាធៀបអីទេមើលទៅសិមៀបដល់មិនបានព្រោះថាល្ងាចហ្នឹងថាទៅផ្ទះវិញទៅអំពេញដល់3ទៅរៀបចំកៅដាក់វេលីដៃឥឡូវសុំបីឆ្នាំសាក់ទូរស័ព្ទក៏បានយកមកកៅក៏បានធៀបហ្នឹងអស់មានមកឈុតហ្នឹងគឺពាក់យប់ហ្នឹងគឺត្រូវដោះអាវនាំមានដោះអាវស្រាប់បោកអាវដោះអីទៀតបាទឥឡូវនេះគឺពេលញាក់គាត់កំពុងធ្វើការបោកអាវព្រោះជឿពួកញៀមដល់សាមកមានរលែកផ្លែស្អីច្រឡំសិមៀបចឹងអង្គុយបោកអាវហ្នឹងហើយបាទឥឡូវជីវិតគេទៅរោគរាក់ហើយឥឡូវអ្នកនរគេមើលមានយើងមានត្រីអាំងមានសោតិចៗហ្នឹងគឺយើងមានពួកយើងគឺយើងអង្គុយមើលមុខគ្នាទៀតញ៉ាំបាយងាយទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវមកញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំសុំបិទភ្លាកត្រឹមហ្នឹងយើងនឹងតភ្លាកទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពេលខ្ញុំគ្របពីគេងពេលខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំគឺត្រូវចូលគេងដើម្បីGood morning ញ៉ាងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះតោះ say happy birthday to me យេសូមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចេញទៅសៀមរាបខ្ញុំចាំឲ្យប៉ាខ្ញុំគាត់មកដល់យើងដូរឡានទៅសក់សក់ឡើងដល់ខោហ្នឹងនេះតិចទៀតរហូតមុខទៅមើលអីសិនចឹងខាត់មិនអត់មើលកូនឆ្កែដេលក់ឡើងស្រួលវាឈូតហ្មងយីដែរឈូតដែរចង់យកវាទៅចិញ្ចឹមដែរតែផ្ទះខ្ញុំទូចពេកវាចិញ្ចឹមឆ្កែគ្រាន់ឃើញវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងជាមួយឆក់ទៅវារត់ហ្នឹងតែបាយបាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់មែនមាន2ចឹងណានៅឆ្នាំនេះអត់ដល់ហ្មងបានក្បាលទៅណាវិញនំមេរបស់វាហើយយកដល់ហ្មងក្បាលទៅណាវិញបាត់អស់ហ្មងក្បាលបាត់ Happy birthday to you Happy birthday ទៅមានថតមួយតោះទៅថតហ្នឹង
គេអោហើយអូខេណោះបាទពេលនេះគេសិតទូជប៉ុនយើងធៀបថតរូបទូជប៉ុនណាយេទូស្រីទូស្រីអត់ទូផងប៉ាលាទូស្រីដល់ម្នាក់នេះទូផងឈុតមកណោះអាអើណាក្រោយអូខេណោះនេះឥឡូវយើងបានមកដល់សៀមរាបហើយបាទចឹងយេសូអានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំសម្រាប់បិទប្លុកខ្ញុំដែលខ្ញុំធៀបផងនៅថ្ងៃហ្នឹងចឹងអត់មានពីអីនិយាយច្រើនទេបាទតង់រាជាសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំព្រោះមានមិត្តភ័ក្តិមានតាមកមានប្អូនមកខ្ញុំ surprise birthday ខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំបានដើរលេងជុំមិត្តភ័ក្តិមកហើយទៀតអូខេសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ